Rồi rồi rồi, hôm nay ổng lại lén tôi đi đinh con gì về nữa nè mọi người. Ổng nói với tôi á là ổng đi mua con cá sấu, nghe xong xém bật ngửa luôn á Thật chàng. ra cũng là cá sấu nhưng không phải là con cá sấu mà là rùa cá sấu. Và tên tiếng Anh của nó là Alligator Snapping Turtle. Không biết đọc có đúng không nha. Loài rùa này á, khi lớn á, khoảng 70 cm và nặng khoảng 60 kg. Tuổi thọ của nó thì có thể sống tới 100, thậm chí là 200 năm tuổi luôn đó cả nhà. À, cái đó là khi nó lớn thôi nha, chứ con của mình thì mới có 8 cm thôi. Trên lưỡi của nó sẽ có một bộ phận phụ nhìn giống như là con dung đỏ đang ngoe ngoẩy vậy đó. Khi săn mồi nó sẽ nằm há miệng và bất động để dụ con mồi tới. Và rùa cá sấu này nó ăn thịt, nó thích ăn các loài động vật không xương sống và cá, nên phải nuôi thêm mớ cá nhỏ nhỏ này cho nó nè. Không lẽ bắt đầu mê cá nữa hả trời. Get ready. Minions will be deployed in 5 seconds. Chào mừng đến với những